phải, cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể đến lâu nhất. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xe. Cố bàn tay chở che em này, cái gật đầu dù trắng sáng rồng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại để tìm được nhau bạn đâu dễ dàng. Chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại để tìm được nhau phải đâu.